Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 15 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý thường xuyên gặp may mắn trong ngày chính tài tương trợ, có người ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Một số kế hoạch liên quan tới tiền bạc có thể được hoàn thành trong thời gian này, hãy tin tưởng vào những việc bạn đang làm. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn nên thận trọng một chút trong chi tiêu ngày hôm nay, nếu không bạn có thể sẽ tiêu tiền vào những việc vô ích đấy. Trước khi móc hầu bao, thì tốt nhất nên dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu mọi thông tin một cách thật kỹ lưỡng đã nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, không trị bệnh ở bụng. Bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Tý Kim, hãy cố gắng gia tăng kiến thức trong lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Bính Tý Thủy, tránh thích gì mua nấy kẻo hao hụt tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa có những niềm tin dẫn bạn tới sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tý Thổ, chuyện tình cảm không như diễn ra như ý bạn muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc có người hỗ trợ bạn rất nhiệt tình. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 2, 3. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021, kiếp tài dự báo, con giáp tuổi Sửu cảm thấy hoàn toàn không thoải mái với các hoạt động tương tác, giao lưu ngày hôm nay. Tại sao không cho mình những khoảng lặng thư thái, thoải mái nhất có thể nhỉ? Đừng nên gượng ép mình vào những mối quan hệ có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy làm điều khiến cho bạn thoải mái thì hơn. Hãy tìm nơi bạn được là chính mình và có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay khởi công trăm việc đều tốt, bạn có thể tiến hành theo kế hoạch. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất chỗ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Tử vi tuổi Ất Sửu Kim có những niềm tin bị lung lay khi bạn có cơ sở đánh giá mới. Tử vi tuổi Đinh Sửu Thủy càng dễ nổi nóng bạn càng dễ làm hỏng việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu Hỏa, một số suy nghĩ mới khiến bạn không còn tự tin nữa. Tử vi tuổi Tân Sửu Thổ, chớ nên cứng đầu, khó bảo sẽ ít người dám chia sẻ với bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu Mộc, đừng nuôi quá nhiều hy vọng về chuyện tình cảm. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 28. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường vàng đỏ. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021, tam hợp mang tới tin vui cho nhiều con giáp tuổi Dần đang độc thân, có thể bạn nhận được lời tỏ tình từ người bạn rất thích. Các cặp đôi có cơ hội trò chuyện thẳng thắn với nhau nhiều hơn để đưa ra những quyết định quan trọng cho mối quan hệ hiện tại. Ảnh hưởng của thiên quan cho thấy, nếu con giáp tuổi Dần cảm thấy mình bắt đầu ngày mới một cách không được hiệu quả cho lắm thì rõ ràng vấn đề nằm ở việc bạn đang thiếu đi sự khuyến khích cần thiết. Việc mất đi động lực ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của bạn. Đừng đổ tại hoàn cảnh, bạn hãy tập trung vào những việc mình có lợi thế để bạn tự tin hơn. Nếu không, bạn sẽ luôn bận lòng và không thể nào giải quyết mọi việc với trọn vẹn tâm huyết đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần Thủy, hãy tùy cơ mà ứng biến theo hoàn cảnh. Tử vi tuổi Bính Dần Hỏa, chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Tử vi tuổi Mậu Dần Thổ, bạn đón nhận một số tin vui từ người thân. Tử vi tuổi Canh Dần Mộc, dễ xảy ra rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần Kim, cần cẩn trọng với từng việc mình làm. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao.
Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 4 sao. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu. Tử vi tuổi Mão. Tiếp nối tử vi ngày 15 tháng 3 năm 2021, lục hợp khuyến khích con giáp tuổi Mão thể hiện sự dịu dàng trong tính cách của mình khi giao thiệp với mọi người. Việc chọn một bộ cánh đẹp khi xuất hiện cũng giúp bạn tự tin hơn trong ngày hôm nay. Sự nhẫn nại và nỗ lực cùng với sự trợ lực của chính quan sẽ giúp cho con giáp tuổi Mão giải quyết mọi công việc ngày hôm nay một cách hoàn hảo nhất có thể. Thay vì chạy theo số lượng thì hãy đảm bảo bạn giải quyết công việc ổn thỏa về mặt chất lượng, nhờ thế bạn mới có một ngày thực sự hiệu quả và giá trị. Theo lịch ngày tốt, hôm nay ngày 3 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Bản mệnh nhớ tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bạn có một số giá trị niềm tin sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, càng đánh giá quá lâu bạn càng dễ sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, không phải ai ủng hộ bạn cũng là người đáng tin. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, công việc có hỗ trợ nên suôn sẻ hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng sợ hãi, bạn sẽ làm được điều bạn muốn. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 3 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 4 sao. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ tím. Quý nhân phù trợ Tuất Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021, lục xung dự cảm về một mối quan hệ nào đó của bạn đang rơi vào vòng căng thẳng thì tốt nhất là dành thời gian để xử lý chúng sao cho hợp lý nhất. Đừng cố gắng né tránh vấn đề, bởi vì chúng thực tế không giúp cho bạn thoải mái đầu óc đâu, nhất là về lâu dài. Dũng cảm đối mặt thì hơn. Tỷ kiên đưa tới những khúc mắc khó giải quyết khiến người tuổi Thìn dễ vướng phải phiền phức mà bạn không muốn. Nếu ai đó cố tình chia bè phái thì bạn nên giữ thái độ trung lập, tránh thái độ quyết liệt quá khiến những người có ý kiến đối nghịch sẽ thù ghét bạn. Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút dù bạn tin rằng bạn đã chăm sóc đúng cách. Những vết mụn hoặc những vị trí đau trên cơ thể là tín hiệu báo cho bạn biết rằng cơ thể bạn đang có vấn đề đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, thông tin bạn đón nhận có phần sai lệch. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nên học cách nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, một số xung đột cũng không thực sự đáng lo đâu. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, bạn dễ bực mình, nổi nóng với những chuyện nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, giá trị cuộc sống của bạn bị lung lay khá nhiều. Sự nghiệp, 4 sao. Tài lộc, 4 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Con số may mắn, 3, 4. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ hôm nay phát huy được sức mạnh trong lĩnh vực mà bản thân quan tâm với sự tương trợ của thiên ấn. Bạn cũng cần phải cố gắng tạo ra cân bằng giữa sự nhạy cảm cá nhân và sự khách quan với mọi người xung quanh, thay vì khăng khăng bảo vệ cảm xúc của chính mình. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về sức khỏe hoặc chuyện tình cảm của bản mệnh. Có người hồi phục sức khỏe sau thời gian ốm liên miên, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách hơn. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2021 là ngày Tam Nương Sát. Ngày này được xem là ngày xấu, rất kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, công việc tiến triển tốt, được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nên nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến bạn hối hận. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có động lực thực hiện kế hoạch ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài.
Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, sức khỏe không ổn định, dễ cảm thấy bức bối khó chịu. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 59. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đỏ tím. Quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021, tam hợp che chở cho những mối quan hệ chớm nở của con giáp tuổi Ngọ để họ có nhiều thời gian tìm hiểu đối tượng mà họ có tình cảm. Đối với những cặp đôi lại phải cẩn thận vì có dấu hiệu xuất hiện người thứ hai nếu hai bạn thường xuyên xảy ra tranh cãi. Con giáp tuổi Ngọ cần phải có sự phân bố nguồn năng lượng và thời gian một cách hợp lý nhất để tận dụng những gì mà chính ấn đưa tới. Nếu như bạn muốn các hoạt động nhóm diễn ra thật hiệu quả. Hơn thế nữa, công việc đòi hỏi sự tương tác sẽ mang lại nhiều giá trị hơn là bạn nghĩ ban đầu đấy. Hỏa thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, sẽ có người may mắn tìm thấy phương thuốc phù hợp chữa trị căn bệnh hiện tại. Nếu bạn có ý thức giữ gìn sức khỏe trong thời gian dịch bệnh này thì lúc này bạn đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Giáp Ngọ Kim, nên tìm cách dung hòa nếu quan điểm sống khác biệt. Tử vi tuổi Bính Ngọ Thủy, tình duyên vượng sắc, có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ Hỏa, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ Thổ, tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ Mộc, có quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 48. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc đỏ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Mùi. Ảnh hưởng của hình hại đặc quyền nên người tuổi Mùi có cảm giác mình đang bị yếu thế khi ai đó tha hồ thể hiện sức mạnh, còn bạn chỉ cảm thấy yên ổn với những gì mình đang có và không có ý định khoe sức mạnh của mình ra. Để tránh rắc rối thì hôm nay bạn cũng nên kiệm lời sẽ tốt hơn. Ngày có kiếp tài, vì thế con giáp tuổi Mùi nếu cảm thấy không sẵn sàng cho bất cứ công việc nào thì tốt nhất là hãy thả lỏng cảm xúc của mình một chút. Đừng gượng ép mình vào những khuôn khổ, những nhiệm vụ khô cứng. Dành thời gian để tìm kiếm những niềm vui, sự khuyến khích tinh thần quan trọng hơn rất nhiều. Thổ khí vượng khiến bản mệnh dễ nóng nảy, khó kiểm soát tâm trạng và đó là lý do khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu giảm sút. Hôm nay, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hiếu thắng, chủ quan, dễ đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, công việc tiến triển tốt, được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nên có trách nhiệm cao với công việc. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn, 78. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão. Tử vi tuổi Thân. Tam hội mang tới những điều kiện thuận lợi cho con giáp tuổi Thân mở rộng mối quan hệ của mình. Đó có thể là mối quan hệ công việc hay tình cảm, bạn đều không thể dự đoán được, vì thế bạn cứ cởi mở với tất cả mọi người khi có thể nhé. Thực thần mang lại không khí hài hòa, vui vẻ thoải mái cho ngày mới của con giáp tuổi Thân. Với nguồn năng lượng dồi dào đang có, bạn hãy tự tin thực hiện những mục tiêu đang còn dang dở, thậm chí đó là việc liên quan đến tình cảm thì cũng đừng ngại ngùng nhé. Kim thổ tương sinh mang lại cho bạn cơ hội cải thiện sức khỏe hiện tại để có được cơ thể cường tráng như mong muốn. Thế nhưng bạn đừng mong chờ điều đó từ thuốc bổ mà nên chăm chỉ rèn luyện bản thân sẽ tốt hơn đấy nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tài lộc khởi sắc, người làm kinh doanh có nhiều tin mừng.
Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa cần mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc sức khỏe sa sút, tránh làm việc quá sức. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn 4, 6. Giờ tốt 31 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tí Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Dậu Tuất tương hại dự báo về một tác động ngoại cảnh không mong đợi sẽ đến với con giáp tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Thế nên bạn cố gắng chủ động, tránh phụ thuộc quá đến yếu tố bên ngoài càng tốt, sẽ giảm bớt những thiệt hại không đáng có. Thương quan dự báo rằng nhiều khả năng mọi người ngày hôm nay đều sẽ phản ứng một cách thái quá đối với con giáp tuổi Dậu, gây ra những căng thẳng không đáng có trong các tương tác. Phải cố gắng để giữ một bầu không khí thoải mái, vui vẻ nhất giữa tập thể thay vì tỏ thái độ bực dọc. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều về khía cạnh nuôi dưỡng cảm xúc, cải thiện mối quan hệ hiện tại. Có thể nhờ đó mà hôm nay vận trình tình cảm của bạn sẽ vượng sắc hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, nên có trách nhiệm cao với công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm gì tiếp theo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, thiếu tập trung cho công việc, hiệu suất giảm sút. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, đen. Quý nhân phù trợ, Ngọ Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Thay vì khăng khăng tập trung vào những ý tưởng, suy nghĩ cá nhân thì ngày hôm nay con giáp tuổi Tuất nên hướng ngoại một chút, tức là lắng nghe những điều mà mọi người xung quanh chia sẻ, chúng luôn có một giá trị nào đó đấy. Đừng vì tác động của tỷ kiên mà cố bảo vệ cái tôi của mình quá nhiều, nếu không bạn sẽ đánh mất cơ hội để học hỏi những điều ý nghĩa. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt, bạn nên có ý thức hơn trong việc duy trì lối sống lành mạnh nếu không muốn ngã bệnh trong thời gian dịch bệnh lan tràn như hiện nay. Ngoài ra, bạn cũng phải nhớ ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu, bạn nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng chính nam hoặc hướng tài thần, chính tây, để có thêm may mắn trong vận trình của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tình duyên suôn sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm đi trước. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tráng cố bảo thủ về một niềm tin sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình muốn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, đừng vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 5 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 2, 4. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi. Thiên tài mang tới niềm vui về tài lộc tiền bạc cho con giáp tuổi Hợi trong ngày mới, bạn nên tranh thủ thực hiện những kế hoạch liên quan vì hôm nay bạn dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Hãy dùng kiến thức của mình để phân tích, tránh nghe những lời không có cơ sở từ ai đó. Thủy thổ xung khắc dự báo về những khúc mắc trong tình cảm không thể gỡ bỏ được vì hai người không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Mối quan hệ của bạn với những người xung quanh trong thời điểm này cũng không tốt vì tính cố chấp của bạn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài cửa phòng tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.
Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, không nên vội vàng đưa ra quyết định trong các dự án đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần nắm giữ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, thu nhập đáng kể từ nghề tay trái, tài lộc dư giả. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn 16. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lam, đen. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.